chào quý vị thân mến mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video mà không có sự cho phép từ chúng tôi xin vui lòng tuân thủ các quy định về bản quyền để tránh những hậu quả không mong muốn chúng tôi luôn nỗ lực để giúp cộng đồng người việt mình với những nội dung chất lượng sáng tạo khác biệt và thực tế dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc tích lũy chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh bằng cách đăng ký like và chia sẻ video xin cảm ơn chào quý vị hôm nay thì có một anh rất là hớn hở vì mới được tham gia vào một chương trình Medicare à, khi mà nhận được một cuộc điện thoại từ một người khuyến khích mình nên tham gia người đó mình chưa bao giờ quen biết thì anh hớn hở gia nhập vào cái chương trình đó rồi liên lạc trên xã hội và Medicare sau đó để hỏi thêm về cái thông tin bởi vì cũng vài ngày rồi tại sao mà mình chưa nhận được cái sự hội âm hay là cái thông tin thêm tin tức tin tức nọ gì hết nên mới liên lạc trên xã hội và hỏi thêm đó. rồi cùng ngày hoặc là ngày mai thì có một vài chị hoặc là một vài anh khác cầm những cái mẫu quảng cáo liên quan đến Medicare đến an sinh xã hội để mà hỏi rằng Ủa cái này là cái bảo hiểm gì mà nó có tốt hay không nó có hợp cho tôi hay không rồi những chương trình này là nó nêu ra những cái lợi ích này lợi ích kia như vậy là ra sao Tôi muốn biết rõ thêm về những cái quảng cáo này để mà xem có gia nhập hay không. Và nhiều quý vị khác liên lạc Medicare hỏi rằng Ủa tại sao mà cái thẻ Medicare mới của tôi tôi chưa nhận được? Hôm bữa Medicare có liên lạc tôi để mà kêu cung cấp thông tin về cái thẻ Medicare, số an sinh xã hội, thông tin cá nhân này cá nhân kia, nói rằng là một vài ngày nữa sẽ nhận được cái thẻ mới mà tại sao bây giờ vẫn chưa? nhận được cái thẻ mới thì ra sao ha quý vị ở cái thời đại ở cái thời gian bây giờ đó thì những kẻ lừa đảo nó rình rập ở mọi góc mọi nơi luôn nên quý vị hãy lưu ý ở đây mình nói lưu ý góc về medicare nhiều người bị gạt rất nhiều người bị gạt nha đây là cái thời gian mà rất nhiều kẻ lừa đảo sử dụng những cái chiêu trò để mà liên lạc quý vị có thể là qua điện thoại, qua email hay là những cái quảng, mẫu quảng cáo thứ từ có nghĩa là bất kể hình thức nào mà họ có thể sử dụng được là họ sẽ dùng để mà dở những trò lừa đảo quý vị để mà gia nhập những cái chương trình Medicare hay là quyền lợi này quyền lợi nọ mà họ đưa ra để mà cuốn hút mình để mà cung cấp thêm thông tin cho họ thì cái thời gian này quý vị thấy là bắt đầu từ 15 tháng 10 vừa rồi cho đến 7 tây tháng 12. Đây là cái thời kỳ mở ra để mà gia nhập hoặc là thay đổi cái phần Medicare phần C, Medicare Venice đó và phần D. Thì những kẻ này gian lận trộn lẫn với những công ty uh, đàng hoàng có nghĩa là họ dở cho họ giả mạo thành những công ty đàng hoàng để mà liên lạc quý vị để mà dở những chiêu trò để mà hầu mong đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị để làm điều xấu hơn thường thường mà họ liên lạc mình với những quý vị mà đã bị gạt gẫm như vậy đó khi liên lạc trên sinh xã hội hay medicare thì có một số quý vị mình cũng được dịp trò chuyện trực tiếp thì họ dở những cái chiêu trò giống hệt thôi họ giả mạo làm giả mạo làm đại diện của medicare hoặc là an sinh xã hội hay là những cái công ty đáng tin cậy nhằm mục đích mà đánh lừa mình để mà mình chia sẻ cái, cái 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 thông tin về Medicare, chẳng hạn như cái số uh, của cái thẻ Medicare của mình hoặc là cái số an sinh xã hội vân uh, vân ha. Và khi mà họ trò chuyện một tí thì họ nhắm xem coi mình uh, cần những cái dịch vụ gì về Medicare, cái nào có lợi cho mình thì họ nhắm vào những cái mà họ thấy rằng là có lợi cho mình họ đưa ra để họ khuyến khích mình cung cấp những cái thông tin cá nhân ấy để mà họ lấy, để mà họ làm những cái chuyện xấu ha có một số quý vị đó thì nói rằng là khi mà họ liên lạc họ nói rằng cái thẻ Medicare của mình đang có là sắp không còn xài được nữa rồi nên họ cần đổi cái thẻ mới cho mình nên kêu mình xác nhận những cái thông tin trên thẻ Medicare đó rồi địa chỉ rồi thông tin này thông tin nọ để mà họ có thể gửi cái thẻ mới về cho mình để mình xài làm cho những quý vị mà đang cần những dịch vụ y tế mà nghe như vậy thì thấy hơi sợ rằng là mình không thể sử dụng được À, những dịch vụ y tế mình có, chẳng hạn như là mình có một cuộc hẹn sắp đến mà mình thấy cái thẻ mình không hoạt động được như vậy thì mới là hấp tấp cung cấp những cái thông tin ấy cho họ liền ha. Vì sợ rằng là mình có thể là không xài được nếu mà mình không có cái thẻ mới. Nói chung là khi mà những cái gian này liên lạc mình là đa số là đưa ra những cái chiêu trò để hấp tấp à, hối thúc mình cung cấp cái thông tin cá nhân của mình ha quý vị thì hãy lưu ý nhé. Bởi vì Medicare quý vị thấy không bao giờ mà liên lạc mình mà hối thúc mình làm điều này điều kia gì hết. Và không có bao giờ mà liên lạc mình về những cái chương trình này, chương trình kia tốt hơn gì hết. Chỉ liên lạc mình nếu mà mình có sự liên lạc gì với họ và mong chờ rằng là họ sẽ gọi đến mình ở giờ này, ngày này, ngày kia thôi á. Ngoài ra là không có những cái sự liên lạc gì uh, như vậy hả quý vị. Còn một số vị bị gạt uh, nói rằng là họ liên lạc mình nói rằng cái thẻ của mình là không có nhiều dịch vụ trong đó thì họ có cái thẻ khác, uh, có cái chương trình bảo hiểm khác mà mình gia nhập vào thì sẽ nâng cấp cái bảo hiểm của mình có. Ví dụ như một số vị chỉ có phần A, phần B thôi, thì không có cái phần răng mắt tay trong đó, rồi họ nói họ có thể cung cấp cái thẻ mới cho mình đầy đủ, uh, những cái dịch vụ hơn, và chi phí thì tốn kém ít hơn. Nhưng mà có thể là những cái gian này là hỏi mình, có thể là trả cái phí để mà họ ship, họ gửi cái thẻ đó đến mình không, uh, một vài đồng thôi thì khi mình nghe những cái khoản tiền như vậy có một vài đồng mà nhận được cái thẻ mới à, rồi gia nhập cái chương trình mới như vậy thì mình cũng thấy rằng không có gì mà à, tốn kém nhiều hết nhưng mà khi mà mình cung cấp những cái thông tin về cái thẻ à, tín dụng của mình hay là thẻ nhà băng của mình thì họ có những cái nguồn thông tin đó thì họ dở những cái trò xấu khác ha quý vị có như là kẻ gian dở đủ chiêu trò ha quý vị đặc biệt là trong cái thời gian này nè để mà mở ra để mà gia nhập chương trình Medicare venice hay là thay đổi hay là phần d rồi đó thì hãy lưu ý bởi vì họ uh, chen lẫn vào cái thời gian như vậy làm cho mình không biết là uh, những kẻ gian này có phải là đại diện từ những công ty uh, thiệt hay không ha? rồi họ đưa những cái, cái hình thức mà uh, liên lạc giống hệt như những công ty uh, uh, thiệt luôn ha có một số quý vị thì nói rằng là họ liên lạc tôi medicare liên lạc tôi nói rằng là tôi phải xác nhận thông tin để họ gửi cái thẻ mới bởi vì cái thẻ cũ của tôi có nó sắp hết hạn rồi ha. quý vị thấy cái thẻ nó đâu có à, hết hạn hay là công ty hay là từ medicare gọi đến phải kêu mình phải cung cấp à, gấp cái này cái kia à, thông tin cá nhân của mình đâu ha Và một số quý vị thì liên lạc nói rằng là tôi được liên lạc từ medicare nói rằng là gia nhập cái chương trình này thì sẽ được hoàn cái phí phần B lại. Cái phí phần B như vị thấy hàng tháng mình phải đóng 164 đồng 90 cent một tháng như vậy đó. Thì có một số quý vị nhận được những cái sự liên lạc ấy. Tưởng rằng đó là Medicare hay là những công ty, à, những người gọi là đại diện cho những công ty cung cấp cái chương trình Medicare Advantage này. Rồi mình cung cấp cái thông tin, xác nhận thông tin, cung cấp thông tin, vân vân là để cho họ kẻ gian có được những thông tin cá nhân của mình để mà họ làm chuyện xấu đó. và cái thời công nghệ như bây giờ là họ rất là tinh vi uh, quý vị. Có một số vị hỏi rằng là sao mà họ biết thông tin của tôi mà họ liên lạc tôi, làm sao họ biết cái độ tuổi của tôi là đang có Medicare? Thì bây giờ quý vị thấy trên internet một người có thể vào trong đó để mà tìm kiếm thông tin uh, về người này người kia uh, để mà có được số điện thoại hay là biết được tuổi tác để mà nhắm vào để mà liên lạc à, giống như những cái chiêu trò của cái gian sử dụng như vậy đó. và khi mà họ gọi mình đó thì họ giả mạo làm đại diện cho Medicare hay là nơi này nơi kia thì quý việc thấy họ rất là tinh vi họ có thể giả mà khi mà họ gọi đến mình đó thì mình nhìn vào mình thấy cái số đó thật sự gọi là từ Medicare hay là một uh, nơi của chính phủ đàng hoàng nha Chẳng hạn như là khi mà họ gọi mình đó quý vị thấy cái số Medicare, uh, điện thoại của Medicare hiện lên như vài quý vị uh, khi mà trình thì nói là hiện lên cái số đó đàng hoàng luôn là 888-995-1489 thì cái số này là một những số của Medicare là khi mà mình nghi ngờ thì mình uh, thấy cái số như vậy gọi lên thì họ mới xác nhận rằng là họ gọi từ Medicare không tin thì cứ thử tra đi vân vân rồi khi mà họ gọi như vậy thì họ lại đưa mình cái số khác nói rằng là mình gọi trực tiếp lại cho Medicare như vậy đó, thì không có mà hả, được phục vụ liền. Và những người không biết chương trình đó họ kêu mình gọi lại một số khác. Và những cái số khác của họ, quý vị thấy là những cái số mà giả tạo bây giờ họ có thể giả tạo thành cái số này hôm nay rồi ngày mai giả tạo thành cái số khác để mà liên lạc người khác. Nên nó cứ liên tục nguyên một tràng số như vậy là nhiều quý vị không biết là cái nào thật, cái nào giả hết rồi nên hãy lưu ý khi mình thấy những cái số điện thoại mà đó là những số điện thoại của uh, những cái cơ quan liên bang như vậy ha quý vị. Rồi cái số khác nữa là 800 633 4227 thì nhiều quý vị nói rằng đây là cái số của Medicare mà liên lạc tôi để mà kêu tôi xác nhận cái này cái kia về uh, thông tin cá nhân của tôi nên tôi cung cấp uh, như vậy. Thì quý vị hãy lưu ý nha khi mà một nơi liên lạc mình bất cứ cử, uh, bất cứ là cái hình thức nào có thể là qua điện thoại hoặc là họ gửi một cái text cái tin nhắn đến điện thoại của mình kêu mình phải nhấn vào đó để mà làm chuyện này chuyện kia thì hãy lưu ý đừng có mà đừng có bị tác động vì điều này điều kia mà mình thực hiện theo cái 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 mưu đồ của họ ha quý vị một số quý vị đó khi mà làm theo rồi sau này cầm cái bill đến an sinh xã hội hoặc là Medicare liên lạc Medicare nói rằng là ủa tôi đâu có yêu cầu những dịch vụ y tế này đâu mà tại sao mà bây giờ cái phần phí của tôi tôi phải trả như vậy ha thì đó là những kẻ gian đã dở chiêu trò lấy cái thông tin của mình để mà yêu cầu những dịch vụ y tế hoặc là thiết bị y tế mà mình là cái người à, dùng cái thông tin cá nhân của mình rồi mình là cái người mà phải gánh chịu những cái chi phí mà còn lại trong đó như vậy ha nên trong thời gian này quý vị hãy lưu ý ha khi mà mình nhận được những cái sự liên lạc bất kể là bằng hình thức nào từ những nơi mà có những cái sự hối thúc của mình tham gia chương trình này, chương trình nọ hoặc là hối thúc về những cái điều mà hồi nãy giờ mình trình bày ra đó, tất nhiên là còn nhiều điều nữa nhưng mà những sự hối thúc hay là thuyết phục, thuyết phục mình uh, nên làm điều này điều kia liền thì hãy cẩn thận bởi vì cái đó có thể là từ kẻ gian ha quý vị và đừng có nên cung cấp thông tin cá nhân của mình, cái số thẻ Medicare của mình, cái số an sinh xã hội hay là những thông tin khác cá nhân về mình. Đặc biệt là mình khuyên là đừng có nên trò chuyện, nên ngừng cái cuộc trò chuyện ấy với họ để họ không có thêm được cái thông tin từ mình. Nếu mà mình không biết rằng là cái sự liên lạc đó có phải là trực tiếp từ Medicare hay không và như mình nói hồi nãy là Medicare không bao giờ liên lạc mình để mà hù dọ hay là hối thúc mình làm điều này điều kia, thưa quý vị. Thì quý vị có thể gọi trực tiếp đến Medicare để mà xác à, nhận coi Cái đó có đúng hay sai ha Và khi mà gọi cái số Medicare ở đây nè 800-633-4227 Thì mình có thể yêu cầu à, được à, cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt ha quý vị Còn mình cảm thấy mà mình lo lắng Thì mình có thể gọi đến cái số điện thoại của à, Trung tâm bảo vệ những vị cao niên liên quan đến uh, bảo hiểm y tế Cho quý vị cao niên thì ở số là 877 808 24 68 à để mà cung cấp những cái thông tin đó để mà họ có thêm nhiều cái nguồn thông tin để mà để có um, thể mà để mà họ có thể biết để mà lan rộng ra về những cái cái sự mà sự giả mạo của những uh, kẻ xấu này để mà tránh nhiều người khác bị thành nạn nhân của những vụ lừa đảo này nữa quý vị. Alright, có gì mình sẽ trả lời những video sau. Chào quý vị.